thì bạn phải nói đông y á, thì cái đầu tiên á, khi mình uống người ta bắt mạch mình uống vô á, cái đầu tiên phải cho mình uống ăn ngon ngủ được, vô là phải ăn ngon ngủ được để cho có sức khỏe, là bên thuốc bắc đó các anh chị. Bạn này nói là nếu mà mình đừng có lạm dụng, đừng có uống nhiều. Và khi mà uống nhiều á, thì nếu mà uống hoài mình lạm dụng á, thì nó sẽ giữ nước, và trong những cái thành phần giữ nước đó thì nó sẽ làm cho mình có phù đề các chị. Nó làm cho mình nó gây ra nhiều triệu chứng về những cái bệnh mà tim mạch rồi đó. Cho nên nó là thôi thì không muốn là cái nặng của con, cho nên mình quyết định đi vô chùa để nhờ vị thầy lo hậu sự luôn các chị. Lúc đó là vô ban hộ niệm luôn đó. Cái bụng ông bự vậy mà bự vậy nè, mà ông đang bị tiểu đường với bị tai biến. Thì lúc đó mình nói ủa sao anh bán thuốc bắc mà anh để bệnh nhiều vậy? Thì ông nói là tôi bán mà tôi đâu có uống. Nghe đang học đang rất là hưng phấn luôn, nghe lên đi chia sẻ nãy giờ bắt người các anh chị mà cũng thích. Và lời nói đầu tiên thì xin gửi lời chân chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng đến tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin gửi lời chân trọng. Ngày hôm nay thấy trong phòng rất là đông các anh chị, thì cảm thấy rất là hạnh phúc khi nhớ lại ngày trước mà khi mà mình mới đến đây các anh chị. Thì một lần cô xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến thầy cô Kim Thơ, cảm ơn đến ban tổ chức, lãnh đạo Quanh Châu, và cũng như cảm ơn đến lãnh đạo Duy, cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo, cảm ơn thầy Thái, trân trọng cảm ơn. Ở đây ai biết mình cái gì, ai biết mình cách đây mấy năm cái gì, ai biết thử là mình là Diệu Hậu quá cái gì, biết nhiều không cái gì. Cảm ơn các chị, cho các chị chào bao tay. Con ơi cho cô xin tấm hình của Diệu Hậu. Thay lời muốn nói nha các chị ha. Cái hình này năm 2008 lúc mình đang ở trong chùa. Rất là nhiều cái mà trong sức khỏe không có ổn cái gì, và con cứ chở đi cấp cứu liên tục. Nhưng mà lúc đó mình không có hiểu. Và bác sĩ thì lúc đó đi bệnh viện là 4 bệnh viện thì đều nói là mình uống thuốc suốt đời và không có hứa hẹn các anh chị. Và lúc đó thì nãy như y như gan như thầy Thái nói vậy đó, xỉu quá các anh chị, đỡ đi cấp cứu hoài luôn. Và cuối cùng thì là gánh nặng của con, thì lúc đó mình không có cam tâm là gia mình nghèo quá các anh chị. Con thì đứa nào chở mình đi cấp cứu ghét cũng mệt mỏi hết trơn rồi, cho nên đó là thôi thì không muốn là cái nặng của con, cho nên mình quyết định đi vô chùa để nhờ vị thầy lo hậu sự luôn các chị. Lúc đó là vô ban hộ niệm luôn đó. Và nhưng may mắn một cơn mưa các anh chị, một cơn mưa định mệnh thì mình đến như lớp học như ngày hôm nay, cho nên là gửi lời chúc mừng tất cả các anh chị đang có mặt ngày hôm nay các anh chị, cho cả nhà mình một tràng pháo tay đi các chị. Cô cho con xin cho cô xin tấm hình mà cô đến lớp học đẹp không các chị? Cái tinh thần này không phải là mình cố tình chụp đâu, mà do một người là lãnh đạo Yến Nhi các chị, không biết sao mà canh được chụp tấm hình này hay ghê. Và rồi chừng lấy xuống đi con. Và ngày hôm nay được không các chị? Lên chào bao tay đi các chị, hôm nay thật sự ngày hôm nay mình không có chia sẻ cái gì hết đó các chị, mà đây là người thật việc thật. Nãy giờ á, nếu như các anh chị nào mà để ý lời của thầy Thái lên chia sẻ thì các anh chị về thực hiện đúng như vậy thì tất nhiên các chị sẽ được như hình ảnh ở trên các chị. Và ngày hôm nay thì rất là mừng, rất là vui, rất là hạnh phúc để chào mừng tất cả các anh chị lớn tuổi đến đây giống như mình ngày xưa các chị. Tại vì mình biết được cái lúc mà mình bệnh á, con mình trở đi cấp cứu rất là đau khổ, và mình biết là những cái đêm mà mình ngủ không có được các anh chị thì mình rất là buồn, nhiều giận, nhiều quán trách lắm các anh chị. Và khi mà đến với nơi đây thì mình thay đổi hoàn toàn luôn, qua thông qua những cái lớp sức khỏe và cái quan niệm giữ gìn sức khỏe như thế này các anh chị. Nếu các anh chị nghe lời 6 quan niệm của thầy Thái thì các anh chị sẽ làm cách đặt làm đi gan như vậy đi, thì chắc chắn là các anh chị sẽ khỏe. Bởi vì bây giờ hồi đó ai có cái những cái triệu chứng giống như thầy Thái nói các anh chị, các anh chị nào mà tối ngủ không được các anh chị, có ai cho mình làm quen các anh chị có không?
Đó. Rồi nghe lời thầy Thái, anh chị nói mình thiếu cái gì? Thiếu canxi, thiếu máu các anh chị ha. À, rồi bây giờ nè, ai là ăn không được luôn các anh chị? Có ai ăn không được không? À, trời ơi, còn bé xíu gì cũng ăn không được luôn á hả? Rồi cho chặt có tay các anh chị. Chỉ cần mình nghe, mình hiểu được. Hồi đó mình vô đây mình học có lần đầu tiên các anh chị. Mình nghe, ủa sao cái chuyện có mình chậm chân vậy ta? À, nè, thầy Thái nói nè. À, cái gì cũng có hết đây các anh chị. Cái mặt nó nám, mà tới nỗi mà ở đây làm biết có toàn bữa nay đây không? Thì lãnh đạo toàn á, lúc mình nói vô á, cái lãnh đạo đó lâu lâu toàn chào mình xong, lãnh đạo toàn nói cô, cái da của cô đi chồng ra muốn được rồi đó cô. Tự gái là cái gì? À, rồi cái nữa là chị, cái hình hồi nãy là các chị có thấy nó chảy xệ hai bên không? Cái cổ mình đi gan như con gà gì, con gà lâu á. À, nghe chỗ này nó đùng một cục luôn các anh chị. À, còn cái hình đó luôn nha. Rồi là lúc đó là coi như là dự báo thời tiết, và mình đi đứng thì không có vững các anh chị. À, là 5 năm mình mất ngủ. Và khi mình mất ngủ các anh chị gây ra nhiều chuyện lắm. Mất ngủ thì tối thì hay bị những cái triệu chứng như là mình tự nhiên mình thức dậy cái mình nhớ không biết ông nội ông ngoại gì mà nhớ người nào giận người đó các anh chị. À, rồi sáng mình ăn không có được luôn, ăn uống không được, thì khi mà ăn không được cái con nó đi mua đồ ăn về cho mình á, cái mình ăn không được, cái gì mình ăn mình cũng chê hết trơn á, chê riết rồi cái nó không mua luôn. Nó không mua giận không các anh chị? Giận. Sáng nó ra ở chung với hai vợ chồng đứa con mình, gái mình, nó sáng nó ra hai đứa ngồi ăn, cái mình giận trong bụng mình nói á, hồi đó mình nuôi nó từ nhỏ lớn, bây giờ á nó có chồng cái nó lo cho mình, ôm chồng nó không lo cho mình, quay thấy hai đứa ngồi ăn ngon lành đi ra liếc liếc cái chặt mặt chằm, cái nó nói kìa liếc kìa. Cái mình nghĩ bụng mình tức dữ lắm các anh chị. À, nhưng mà lúc đó mình không có mua gì mình ăn cũng không được hết trơn á. Rồi các anh chị biết không, lúc đó là bằng tay bằng chân là cái chuyện bình thường. À, rồi là cái gì dòm bẻ với chuột rút đó các anh chị, ngủ không được. Tất nhiên là các anh chị thấy triệu chứng chống lại là thầy Thái nói nha, nghe cái gì cũng có bệnh chậm hết trơn á. Rồi tay đổ mồ hôi huyết áp và tất cả những cái gọi gì các anh chị, mắt mình nó vàng cháy hết trơn nè. À, lúc đó thì bụng bự, hồi nãy các anh chị thấy không, không có biết tới chừng hiểu ra. À, lúc đó mình không biết chứ vô đây mình thấy ủa sao cái gì cũng có bệnh chậm hết trơn vậy ta. Nhưng mà lúc đó không có tiền uống dinh dưỡng các anh chị, lúc đó tại vì chuẩn bị chết rồi thì chỉ còn trong mình chỉ có 200 mấy chục ngàn thôi. Mà nghe lãnh nghe thầy Thái nãy nói là mình thiếu canxi thì là tới 147 thứ bệnh, thì hình như là mình cũng nhiều lắm các chị, cái triệu chứng rất là nhiều. Nhưng mà mình hồi đó mình không biết cái gì là bệnh, cái gì là không bệnh hết trơn á các chị. Nhưng mà thấy cái gì cũng có bệnh trong hết trơn á. Nhưng mà thôi bây giờ mình thấy cái chai canxi nó cũng rẻ rẻ, có 360 rồi các anh chị. Cái bắt đầu mình về mình, nhưng mà trong mình không có tiền, chỉ có 200 mấy thôi. Thì lúc đó cái mình mua mình uống cái gì, mà khi mình uống cái chai canxi vô các chị nghĩ đi, 5 năm mất ngủ, mà khi mình uống canxi vô cái mình ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ, các anh chị mừng không? Mừng không các anh chị? Mừng thì bắt đầu lúc đó mình đang trong hội niệm, mình tu rất là đông, mình tu chung á, đạo tràng rất là đông các anh chị, thì mình thấy rất là nhiều người cũng mất ngủ như mình vậy đó. Cái bắt đầu mình ngủ ra, mình ngủ ra có người á thì con cháu người ta đi các anh chị, mình nói hay lắm, cái lúc sức khỏe luôn hay lắm luôn, vô tôi thấy cái gì cũng có tôi trọng chân á, mà 2-3 ngày nay á thì cảm thấy ngủ được các anh chị. Và sau đó thì liên tục rất là mê rất sức khỏe các anh chị. À, xin gửi lời trân trọng cảm ơn thầy Thái cũng như cảm ơn tất cả các sinh viên các người đã mở ra những cái lớp học như thế này từ những cái người mà hoàn toàn không biết gì trơn á các anh chị. Thì lúc đó vô nghe có một câu nói là gì, khi mà mình bệnh rất là nhiều nhưng mà mình chỉ đúng một chứng bệnh thôi thì tất cả các bệnh trong người mình có hết. Lúc đó không có hiểu các anh chị. Nhưng mà khi mà nghe lại thì không phải các anh chị, mà là các chị biết bệnh gì không? Bệnh thiếu kiến thức á. Nhưng mà khi mà mình biết được là do tại mình thiếu kiến thức thôi, cho nên mình không phải là mình những cái đó là những cái mà mình thiếu hụt dinh dưỡng, chứ không phải là mình bệnh các anh chị. Cho nên các anh chị nào có thấy lúc mà có rất là nhiều vô đây rất là thần tượng, cái tưởng ra là dinh dưỡng nutri là chị bệnh các anh chị, đúng không?
Hồi đó mình cũng tưởng là vậy đó, nhưng không phải đó anh chị. Sau khi mình học hiểu rất là nhiều. Có một lần khi mà mình dùng dinh dưỡng đó, mình cảm thấy ủa sao mình ngủ ngon quá. Cái từ từ mình giảm bớt cái mệt mỏi trong người đó anh chị, không có quể quải nữa. Rồi đi tiếp lúc học hay quá chừng luôn, thì lúc đó học được cái hộp protein đó anh chị. Khi mà học protein thì lúc đó mình cũng bị cái triệu chứng là mình điếc đó anh chị. Điếc mà mình không có hay. Mình không có biết tại sao mình điếc. Cái xong rồi học xong nó mới về nói với con ơi cái hộp đồ tiên nó hay dữ lắm con. Thì lúc đó nó gái đi mua cho mẹ uống đi con. Mẹ nói nghe nói hộp đó hay lắm. Cái là con gái cũng đi mua cho mình uống hết chị. Nhưng mà thằng làm sao thất bổn dữ lắm. Lúc đó mình điếc mà nghe không có rõ. Thì khi mà ở trên này chuyên viên dinh dưỡng nha, là cũng minh họa vậy đó. Cái chuyên viên dinh dưỡng nói đó là một cái muỗng đồ tiên hồi nãy như là chuyên viên thầy Thái nói đó, là có một muỗng thì bằng một chai nước biển đạm đúng không các chị, và bằng bao nhiêu thịt bò vậy đó. Cái mình về mình nói với gái con ơi một muỗng protein như vậy đó bằng ký gửi thịt bò luôn á, hay là các chị tăng sao tới bộ ha. Vì vậy cho nên mình nghe cái mình nói là cho chính xác đây các chị ha. Cái con gái nó tức quá, nó nói tối ngày á bởi vì người ăn quay nó trên trời dưới đất gì đâu không à. Cái nó tức quá đi học các chị. Cái gái đại học thì khi mà gái nghe gái hiểu được là chất đạm này là giúp cho mình có thể là gì, là bổ sung được những cái là chất đạm mà thiếu trong cơ thể của mình rất là cần thiết. Thì con gái mua cho mình một hộp các chị. Khi gái mua cho mình một hộp về, gái nó pha một cái chai nước suối, nó pha cho mình một chai nước suối, nhưng mà nó cũng nó nghe nó hay quá, chắc có lẽ cũng muốn thử các chị. Thì nó rót ra 1/3 nó uống, còn lại 2/2 cho mình uống. Cái cho lại 2/2 mình uống, nó uống 1/1. Cái mình đi tới đi lui, mình làm công việc các gì, mình dọn dẹp sơ sơ một hồi mình quay qua, ủa sao mình thấy cái nhà cái đầu mình nó nhẹ dữ ta. Chạy lại nói con, cái này hay lắm con. Mẹ uống nãy giờ mẹ thấy cái đầu mẹ nhẹ dữ lắm luôn. Tại vì cái đầu của mẹ nó sụt sạc, nó khó chịu lắm. Nửa bên nó giống như trái dừa khô vậy đó. Cái mấy anh chị biết sao không? Gái nói sao? Xích. Làm như thuốc tiên, uống vô cái khỏe liền. Nhưng mà khỏe không các anh chị? Có ai uống vô cảm thấy ôi uống rồi tiên vô mà khỏe không? Cho chàng có tay các anh chị quá đông. Tại mình thiếu, mình uống vô thì nó đủ, nó khỏe đúng không các anh chị? Đó là cái mà hồi xưa mình không có biết, cho nên mình thần tượng lắm các anh chị. Khi mà nghe nói Nutrilite mình học được là số 1 thế giới ha. Rồi là gì duy nhất với nông trang hữu cơ, mình biết là sản phẩm này sạch nè. Sản phẩm này rất là nhiều người dùng, cái mình rất là thần tượng luôn các anh chị. Thì lúc đó là mình dám lên sân khấu mình nói nữa. Mình dám lên sân khấu mình nói là bây giờ nha, mình là đưa cấp, mình là đó mình đâu biết đâu các anh chị. Mình tưởng đâu là mình quá trời bệnh luôn rồi. Thì cái mình về mình nói thiệt luôn á. Hồi đó bà con dòng họ ha, mà nghe ai mà nói là ở bệnh viện mới về là chạy tới liền đó. Có ai giống mình không các anh chị? Uống xong mà nghe ai ở bệnh viện về là chạy tới liền, có không? Có không cho làm quen các anh chị? Có không? Ủa không dám hả? Chị là tôi gan có kìa. Cho chồng có tay đi các anh chị. Đó là những cái lúc đầu tiên mình đến đây mà mình không hiểu các anh chị. Nhưng mà càng học thì mình càng hiểu. Thì ra là thật sự ra Nutrilite không phải như mình nói nó là cái gì mà thần kỳ lắm đó các anh chị. Nãy giờ các anh chị có nghe 6 quan điểm giữ gìn sức khỏe của thầy Thái không? Các anh chị nghe rõ không? Cái điều thứ nhất là gì các anh chị? Cái điều thứ nhất là gì? Sức khỏe là ưu tiên số 1. Vậy thì ở đây có ai coi là sức khỏe là ưu tiên số 1 không các anh chị? Mới quen đây mới xem lộ tiên số 1 phải là nào giờ xem lộ tiên số 1? Ai là trước đây xem lộ tiên số 1? Có không? Cho chàng bao tay đi các anh chị. Hồi đó các anh chị biết không, mình học á rồi mình mới ngộ ra cái câu nói là gì biết không? Suốt ngày là mở mắt ra là chạy đi kiếm tiền, không hề quan tâm tới sức khỏe. Cho tới một ngày mình nằm xuống cấp cứu thì mình mất tất cả luôn các anh chị. Có không các anh chị? Là mình đó các anh chị. Lúc mà mình nằm xuống cấp cứu thì con nó nói mẹ ơi mẹ gán hết bệnh đi, con nuôi mẹ không có nổi, chở đi cấp cứu hoài làm ăn gì được. Lúc đó thì ông xã mình cũng chạy luôn rồi các anh chị. Và mình không có làm ăn gì được hết trơn. Và cảm thấy là con nó cũng mệt mỏi, đứa nào cũng mệt mỏi với mình hết trơn. Nhưng mà trước đó các anh chị còn sức khỏe thì thật sự ở đây mình hỏi thiệt các anh chị nha, có ai mê vàng không? Có không? Trời có luôn đó hả? Cho chặt bó tay đi các anh chị.
nghèo lắm các anh chị, gia đình rất là nghèo, bốn đứa con rất là mong con mình có cuộc sống tốt đẹp. Thì đi làm các chị không có dám ăn, không dám xài, sáng là mở mắt ra là chạy đi làm rồi, và không bao giờ ăn tiền chẳng mà cắt hết trơn chị, đúng là 10 tay khi mà lãnh tiền xong là chạy đi mua vàng, không có dám ăn uống gì hết, chỉ ăn cái tiền lẻ thôi các anh chị. Và đó là cái nguyên nhân mà sau này mình mất rất là ngộ qua cái câu nói mà vàng thì củ quý giá cao, đúng không các anh chị? Có khi sức khỏe còn cao hơn vàng, vàng thì mua ký bán cân, nhưng mà sức khỏe khi cần ai bán mà mua, đúng không các anh chị? Bây giờ ngộ ra dữ lắm luôn, cho nên bây giờ là sức khỏe là ưu tiên số 1. Bởi vì khi mình nằm xuống các anh chị thì mất tất cả rồi, hay nằm xuống rồi dối mà lấy một ly nước uống cũng không được luôn các anh chị, rất là đau khổ. Và cái thứ hai là sức khỏe mình cần bảo dưỡng không các anh chị? Cần không? Mà trước đây cần không? Không cần mới bệnh, các anh chị có ai không cần không các anh chị? Lúc đó mình học rồi mình mới hay được các anh chị, thì ra là mình là một người tàn ác nhất, mình là một bà chủ tàn ác nhất với cơ thể của mình các anh chị. Lúc đó sáng đi ra là ham chạy đi làm sớm để kiếm tiền, chạy đi ghét vô sở làm các anh chị, chạy đi nó mua bán một ca cà phê đá bự thiệt là bự rủng tới trưa rồi các anh chị, không thôi là một ly đậu nành là uống tới trưa các anh chị, và liên tục làm như vậy liên tục luôn. Cho nên đó là cái nguyên nhân mà mình không có bảo dưỡng sức khỏe các anh chị. Và cái thứ ba là hồi nãy thầy Thái nói đó, sức khỏe là cần phải định hướng các anh chị ha, dùng cái kiến thức của mình định hướng về sức khỏe. Nhưng mà lúc đó mình có kiến thức không các anh chị? Không, chạy đi kiếm tiền là quan trọng nhất, biết là ăn uống thôi. Nhưng mà theo như các anh chị nè, bây giờ mình mới ngộ ra các anh chị mình chỉ học cái này, khi mà học những cái lớp đơn giản cái này là những bài đầu tiên như thế này thôi, thì về mình ngồi mình kiểm nghiệm lại, ủa cơ thể mình y như là mình nhìn tại sao mình lại bị nhiều triệu chứng khó chịu quá như vậy. Thì ra là mình giống như cái cây các anh chị, khi nghe Di Diễn nói là mình giống như cái thân thể mình như cái cây vậy đó. Và mỗi ngày là mình cần phải có dinh dưỡng để bồi dưỡng, tưới nước tưới phân như các anh chị ha. Nhưng mà cái cây tại sao những cái lá nó bị hư hay là lá rụng là sao các anh chị? Có phải thiếu dinh dưỡng không? Là cây hư ra rụng ha, là bị gì đó thì bắt đầu mình xịt thuốc xịt sâu vô. Nhưng mà cái để mà cái cây có thể là tươi tốt lên thì vẫn phải cần nước và cần dinh dưỡng, đúng không các anh chị? Khi mà hiểu được cái điều này thì bắt đầu mình ngộ ra, lúc đó mình đi làm quá chừng luôn. Thì mình nghe là chuyên viên anh Cưỡng là anh Cường, Đỗ Văn Cường á, nói là cơ thể mình như là một chiếc xe các anh chị. Cái mình suy nghĩ, đúng rồi, cái cơ thể như chiếc xe, sáng là chạy tối ngày luôn. Nhưng mà mình cũng ăn mà, sáng mình cũng có ăn cục xôi, mình cũng ăn khúc bánh mì, hoặc là mình uống cà phê đá, có uống sinh tố ha. Nhưng mà là mình sáng có phải buổi sáng là cái buổi mà mình chạy đi làm nhiều hơn mà mình ăn trễ không các chị? Có khi mình phải không ăn luôn, rồi lo cho cháu đi học, lo cho con đi học, rất là nhiều công chuyện buổi sáng luôn. Thì lúc đó là mình là cái người như vậy đó các anh chị. Cho nên chiếc xe đổ xăng thì nó vẫn chạy, đúng không các chị? Nhưng mà sao, tại sao xe bể lốp? Tại sao chứ anh chị? Là mình thiếu nhớ. Cho các chị chào bao tay các anh chị. Đi gan vậy luôn, xe này chạy đổ xăng vô, toàn là đổ xăng mà xăng pha nước luôn các chị, không có xăng xịn luôn. Tại vì toàn là mì, rồi gì, một cục xôi, một khúc bánh mì, một cái cà phê đá, vậy đi làm tới trưa rồi đó. Nè, vậy mà còn nghĩ là mình thông minh các chị, bây giờ ít tốn tiền, tiền mình lẫn ra nhiêu còn bị nguyên rồi các chị. Đó là cái nguyên nhân mà khi mà mình làm á, mình cố gắng làm sao để lo cho con mình có cuộc sống tốt đẹp các chị, để mua vàng để phòng thân, đúng không? Mua vàng để dành có chuyện gì là mình có đó, mình cũng suy nghĩ mình tiết kiệm mà. Nhưng mà các anh chị biết đó là về chiếc xe mà bắt nó chạy hoài, rồi thiếu một sự nhớ cái gì, rồi xe chạy không? Vẫn chạy, đúng không các anh chị? Thiếu chị nhớ thì sao? Sao các anh chị? Thì nó hơi nóng máy, đúng không? Nhưng mà nó vẫn chạy mà, vẫn bình thường, đâu có chết đâu. Cho nên á, cái nguyên nhân gì cái đó đó các anh chị, vẫn cứ là như vậy. 60 năm cuộc đời đâu có lớp học nào nói về kiến thức sức khỏe đâu. Cho nên mình tiết kiệm, mình để dành tiền, mình lo cho con mình, mình lo tương lai, mình lo là những cái lúc mà bất chắc chị anh chị. Đó là nguyên nhân là mình cứ đi làm việc mà mình không hề quan tâm sức khỏe, mình không hề thay nhớ, thiếu một sự nhớ. Thì có phải là các chị thấy khi mà mình đi làm á, cái từ từ sức khỏe mình sẽ là bị xuống lần lần, cho mình nghĩ ủa ai cũng vậy hết mà,
đúng không? Mình quên quan tâm luôn các chị. Trước khi làm mà lúc đó là mình đi bán nước đá, các chị thức sáng đêm, sáng các chị còn đi là giao nước đá rồi làm, mình còn thấy người ta làm đó, ham kiếm tiền, các chị còn để cái bảng là bán 24/24, ngon lành không? Đó, đó là vậy đó. Mình nghĩ là mình là một người phụ nữ đó là rất là tiết kiệm, rất là lo làm ăn. Rồi bây giờ thiếu hai sĩ, đúng không các anh chị? Chạy vô vườn, vô quê bán nước đá xong rồi sao? Bị mắc cạn ở trong luôn, không có ăn được đâu. Chặt nước đá ngậm, quậy cái cà phê uống, tới trưa về, tới chiều mới về tới nhà các anh chị. Đó, rồi thiếu hai sĩ thì sao? Nó vẫn chạy, xe vẫn chạy, đúng không các anh chị? Lúc này càng ngày nó càng xuống mà đâu có quan tâm đâu. Lúc này thì bắt đầu về là mình là khó ngủ, rồi bắt đầu là gì, mình bị tê tay tê chân, rồi bắt đầu là mình thấy cảm thấy là gì, đau đau tử, rồi đủ thứ hết, nhưng mà xe vẫn chạy các chị, vẫn đi làm được, không sao kệ, có gì thì mình đi mua thuốc uống, đúng không? Đúng không các chị? Đó, thuốc tây liên tục luôn. Và hồi nãy là thầy Thái nói một cái là chính xác luôn các chị. Lâu lâu cái là khoảng tuần, mới đầu là nửa tháng thì bắt đầu là có người lại cái chuyện mình có mối luôn, là lại vô chai nước biển. Cứ nửa tháng là vô chai nước biển, mà các anh chị biết là mình vô là đựng 3 bao 50 ký mà đầy dung lên, rồi đổ ở ngoài cho một đống luôn. Rồi đó là cô vậy luôn á. Rồi làm sao tiết kiệm luôn, biết sao không? Lấy cái chai đó đó đếm cho mấy người mà vô sữa đậu nành đó các anh chị, đếm không hết luôn, đếm hoài cũng không hết luôn. Đó là năm tới vậy luôn á. Rồi ba sĩ thì sao các anh chị? Ba sĩ thì sao? Bắt đầu đi bác sĩ rồi đó các anh chị. Bắt đầu đi các bác sĩ lấy thuốc uống. Nhưng mà bây giờ mình lấy thuốc uống á, mình nghèo mà, mình đi bác sĩ hoài mấy ông lội ra tùm lum hết trơn à. Cho nên bây giờ thôi lấy thuốc bảo hiểm đi cho chắc ăn, được không các anh chị? Có ai giống mình không? Có lấy thuốc bảo hiểm được không? Thấy thông minh không? Thấy thông minh không? Và cuối cùng các chị, sau này mình mới biết là cái thuốc tây là mình phải dùng như thế nào. Mình bệnh thì mình mới uống thuốc tây, là khi nào những trường hợp cấp cứu uống, những trường hợp như là sưng viêm là những mình phải uống cho tôi bác sĩ. Nhưng mà lúc đó mình lạm dụng nó vậy, cứ lấy về và tới một ngày nữa các chị, tới cái lúc mà bây giờ hết chịu nổi rồi thì quay qua mình uống thuốc nam các chị. Lúc đó thì mặt mày nám đen nám đỏ, mắt gàm que hết trơn rồi. Cái bắt đầu mình uống, quay qua mình uống thuốc nam. Khi mà uống thuốc nam thì tại sao? Tại vì có một người bạn nói là em ơi, thôi bây giờ thấy em bây giờ quá nhiều rồi, em đừng uống thuốc tây nữa, uống thuốc nam đi cho mát gan lọc máu. Hợp lý không các chị? Hợp lý không? Làm liền. Nó đỡ. Đỡ gì các chị? Đỡ tốn tiền, đúng không? Lúc đó mình có quan tâm sức khỏe không? Sức khỏe là ưu tiên số 1 không? Không. Uống thuốc nam đi cho đỡ tốn tiền. Bây giờ mới biết các anh chị, bây giờ mới biết. Bữa đó có một lần á, thì mình đi trong chùa đó, mình mới nhìn. Giờ nhìn thôi, bây giờ nhìn thấy thì tả hay là sao? Đi, mình đi đi vô chùa tu đó chị, cái mình thấy có con bốn chân, nó dở lên gì nè. Nó làm gì các anh chị? Chó nó đái á. Rồi một cái mình nhìn thấy ghê. Cái xong rồi sau này mình không có biết các anh chị, lúc đó mình cũng hơi khó rồi. Mình cảm thấy hình như nó không an toàn các anh chị. Nhưng mà sau này học mình mới biết là thuốc nam rất là tốt. Tại ngày xưa mẹ mình uống thuốc nam thôi mà các anh chị, uống thuốc cú gì đó. Rồi những cái loại như là mấy ho, cái mình chạy ra ngoài mình hái mấy cái lá, rau cần về lá, hoặc là me đất các anh chị ngậm cũng hết nữa. Cho nên mình rất là thành tựu luôn, mình thấy thuốc nam cũng rất là tốt các anh chị. Nhưng mà sau này mình mới biết là thuốc nam thì mình phải nhổ dưới đất các anh chị, phải đi nhổ dưới đất. Nhưng mà đất bây giờ có phải là các anh chị thấy thuốc xịt cỏ, xịt sâu đồ rất là nhiều đúng không? Mà có sáng cháo đồ mình cũng không có phân lọc, mình cũng không có rửa sạch được. Rồi trong cái cây thuốc đó, mình cứ hốt cái nấm này, cái nấm kia mình để vô, mình cũng không có biết cái hàm lượng nó là bao nhiêu các anh chị. Sau này mình mới biết, mình mới thấy là tại do nơi là mình không có kiến thức. Cho nên đó, mình cứ ai chỉ cái gì dùng nấy, ai chỉ dùng cái nấy. Cho nên đó, mình càng ngày càng bệnh nhiều các anh chị. Và cuối cùng đó, thì mình thấy thôi không có an toàn. Thôi bây giờ vô thuốc bắc đi, kệ, nó hơi mắc một chút xíu. Nhưng mà nó người ta có, bắt mạch mình các anh chị. Người ta có cân lượng rõ ràng luôn. Phải không các anh chị? Phải vậy không? Có an toàn hơn thuốc nam không? Mình cũng tính lắm các anh chị, khi mà đâu có chịu chết mà chết dễ dàng đâu, mặc dầu đi vô chùa vô chứ cũng đi kiếm thuốc bắc uống các anh chị.
Khi đi uống thuốc bắc á, thì mình uống một thời gian mình cũng cảm thấy không thấy gì hết trơn á chị, mà mình cũng càng ngày càng khó chịu, và tới cuối cùng thì con một tuần phải chở đi cấp cứu 2-3 lần. Khi mà con chở đi cấp cứu 2-3 lần chịu không nổi rồi á, thì bắt đầu mới chấp nhận không còn muốn làm phiền con nữa, thì mình mới vô chùa các chị. Khi đó thì khi vô chùa thì may mắn là nãy các chị thấy đó, mình đi ngang đi tu học về thì đi ngang, lúc mà công ty còn ở nằm ở ngay chỗ ngang chỗ Casimax đó, ngay chỗ mà ngang chỗ gì niệm Kim Đan đó các chị, cũng được 30 tháng 4 mình đó, thì đi ngang đó một cơn mưa, mình vô đụng mưa thì gặp lớp sức khỏe như thế này các chị. Lúc đó thì đụng mưa mà thì mình xin vô luôn các chị, mình cái cô mà lao công là làm ở đây đó các chị, thì mình hỏi cô đó bây giờ cái gì mà đông dữ vậy, thì cô này cũng nói là ở đây có lớp học sức khỏe. Mình mới hỏi cổ chứ cô học được không con, thì cổ nói được, cô ai học cũng được chứ, vậy là mình xin vô mình học các chị. Và khi vô mình xin vô học thì cũng là cái bài đầu tiên này, cái bài mà sáu quan niệm giữ gìn sức khỏe, thì lúc đó mình nghe thì mình cảm nhận của mình làm gì cũng sai cho các chị. Và ngày hôm nay lúc mà mình nghe cái bài tập mình mới thay đổi, mình về á thì mình mới biết ra, phát hiện ra là cái thứ sáu hồi nãy là gì, thầy Thái nói là gì, sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố, phải không phải các chị? Sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố. Thì lúc đó mình kiểm nghiệm lại cái đầu tiên về mặt tinh thần, thì mình thấy tinh thần mình nó tiêu rồi. Luôn luôn lúc nào mình cũng suy nghĩ tích cực hết trơn, mình không có kiến thức, ở nhà mình ra người này mình giận người kia các chị, và luôn luôn lúc nào cũng vậy, mình nhìn ai cũng có lỗi với mình hết trơn các chị, tại vì mình lo làm ăn, mình bệnh con cái, chồng con không có hiểu cho mình làm suốt ngày để mình lo cho chồng con, nhưng mà lúc bệnh không ai bệnh thế mình, không ai bệnh tiếp mình trơn các chị. Cái buồn giận ăn không được, con nấu cái gì cũng chê, rồi cái nó không nấu thì mình ăn luôn, nó kêu mẹ muốn ăn gì mẹ mua mẹ ăn đi. Rồi tối mình ngủ không được thì mình bắt phiên người niệm Phật mình nghe, thì nó vô nó nói mẹ bắt nó nhỏ để cho chồng con ngủ ngày mai còn lo làm nữa. Các chị thấy cái gì cũng giận đúng không? Đó về mặt tinh thần các chị, là khi mà mình đi hoài mình không có bệnh thì trong lòng mình không có yên tâm, mình cảm thấy mà sao mình uống thuốc hoài mình không bớt các chị, nghĩa là trong đầu mình toàn là suy nghĩ tiêu cực luôn. Đó là cái chân bàn thứ nhất. Cái chân bàn thứ hai là các chị, 5 năm mất ngủ là mất luôn cái chân bàn thứ hai. Và sao lúc đó có biết vận động ta phải dục không các chị? Không, mở mắt ra là chạy đi làm rồi, sáng mở mắt ra chạy đi làm rồi, mà bữa nào làm không nổi thì uống thuốc tây vô rồi đi làm tiếp tục, đâu có nghỉ đâu. Tới chừng nào mà nằm không nổi mới chịu nằm quẹt xuống các chị. Có một ngày mà mình nằm quẹt xuống cấp cứu các chị, thì lúc đó mình làm một tháng là mình kiếm là tiền mình lãnh, mà lúc đó mình qua Đài Loan các chị, là một tháng là trung bình là trên 40 triệu thì mình mua trên một cây vàng. Nhưng mà có liên tục lúc ở Đài Loan là mình đi cấp cứu liên tục luôn các chị. Và khi mà liên tục cấp cứu thì lúc đó mình dòm đồ đó các chị, đồ mà mình biết một ngày mình kiếm bao nhiêu tiền đó, mình nhìn đống đồ này mình nhìn đống đồ kia, lúc đó hết hàm. Lúc đó trong lòng mình suy nghĩ các chị, không còn sống nổi nữa, thì lúc đó mình nghĩ là bây giờ có cho mình một thúng vàng, một thúng tiền đô bây giờ mình cũng không thèm luôn các chị, không thèm. Lúc đó chỉ cần sao có sức khỏe, chỉ cần sống khỏe bình thường là được rồi các chị. Cho nên ngày hôm nay chúc mừng tất cả các chị đang có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay các chị. Đối với mình bây giờ chỉ có mạnh khỏe là quan trọng nhất, mình không cần bất cứ gì cho các chị, lúc đó mình về đây chỉ có khỏe thôi đó. Và cái chân bàn thứ tư là về dinh dưỡng các chị. Khi học thì mình biết rằng ngày hôm nay mình sống là nhờ ăn uống chứ không phải là do uống thuốc. Và sau khi mình học và mình thay đổi thói quen sinh hoạt, khi mà mình ngồi mình nghe lại cái hồi nãy là cái thứ năm là mình là bác sĩ của chính mình đúng không các anh chị? Mình là bác sĩ của chính mình, thì lúc đó mình rất là nghiêm túc tìm hiểu, mình lúc học nào mình cũng tới hết trơn để mình so sánh lại coi khi mà các chuyên viên dinh dưỡng nói mình làm có đúng hay không. Thì lúc đó bắt đầu mình thay đổi dần và mình bắt đầu mình khỏe ra từ từ các anh chị, bắt đầu khỏe ra từ từ. Thì khi mà mình khỏe rồi thì các chị biết đó, chỉ có vài ngày thôi mình ngủ rất là nhiều, có lớp học là rất là nhiều người tới luôn. Và lúc đó thì các chị biết là ngủ nhiều người tới lắm, mình nào có lớp học cũng rất là nhiều người tới, thì lúc đó mình có tiền các chị. Lúc đó là có được tháng đầu tiên có được 900 mấy, tháng thứ hai cái mình có được 2 triệu mấy các chị, lúc đó là có tiền của dinh dưỡng uống. Và mình ngủ rất là nhiều người, mình thấy ăn quay các chị tới đây vui không, hạnh phúc không? Đi tới đây rồi các chị muốn ngủ người tới không? Ngủ người tới các anh chị, ngủ người nhiều lắm.
và lúc đầu cái bắt đầu mình có tiền rồi cái mình uống dinh dưỡng thì cái mình khỏe rồi cái bắt đầu mình ra cái mình biết vậy cái mình đi giúp cái gì thì trong cái số người mà mình giúp á thì có một cái người là bà cụ 96 tuổi cái chị bị gãy xương đùi. Lúc đó thì là gia đình là trở về là định là không lo được rồi. Nhưng mà khi vô á thì các chị ơi, khi mà thấy người lớn tuổi mà nằm nó hơi hớt mình còn mướt còn tát cái đó chị đâu có nở nào đâu. Lúc đó tôi có nói với cái chị mẹ con của bà đó thì nói chị ơi, mới là chị kêu thầy để hộ niệm đi, nhưng mà bây giờ chị cài dinh dưỡng cho đổ cho bà đi, được nhiêu thì nên nhiêu. Nhưng mà ngày hôm nay thì bà cụ không phải là gì các anh chị, bà cụ té, nhưng mà bà cụ vì cái chỗ mà già ăn không được đó các anh chị, cho nên là kiệt sức người không biết đó gì, cho nên đổ dinh dưỡng vô thì bà cụ bây giờ là lúc đó gặp bà cụ là 96 tuổi mà bây giờ bà cụ 99 tuổi rồi các anh chị. Và như vậy thì chính cái bà cụ này nè hết đó thì đứa con, đứa cháu ngoại á, đứa cháu dâu mới chở mới nói cô ơi có một người quen một người là cũng đang bị bất ổn về sức khỏe, cô đi giúp giùm đi. Thì bắt đầu mình vô mình gặp cái người này là chị, anh chị biết ai không, vô nó dẫn vô tới cái mình gặp mấy ủa ông này là ông chủ tiệm hồi đó bán thuốc bắc cho mình đó các anh chị. Mình nói ủa sao anh cái bụng không bự vậy, mà bự vậy nè, mà ông đang bị tiểu đường với bị tai biến. Thì lúc đó mình nói ủa sao anh bán thuốc bắc mà anh để bệnh nhiều vậy, thì ông nói là tôi bán mà tôi đâu có uống. Nói trời đất ơi sao anh muốn anh bán tôi uống, mà sao anh để là thuốc gia truyền. Cái ông nói tại gõ ba tôi cũng bán, rồi tới tôi 20 tuổi ông chết, ông để cái tiệm lại cho tôi thì tôi bán thì gọi là thuốc gia truyền. Cái tôi vậy đó, cái mình mới nói, cái mình mới nói sao mà nó muốn nó tôi nghe thôi. Thì ông nói chị biết không, tại vì cái này á là lấy ba tôi á, ông lấy từ ở bên Trung Quốc. Có cái chị lúc đó mình mới giật mình. Thì á, khi mà mình học sau này thì mình có giúp một cái người mà mình về Dường Long, mình có giúp một người thì trong đó là cái người này có đứa con là bên ngành dược đó chị, cũng bên Đông Y nữa. Thì mình mới hỏi thì bạn này mới nói là bạn này có học rõ ràng, có bằng cấp. Thì bạn mới nói Đông Y á, thì cái đầu tiên á khi mình uống người ta bắt mạch mình uống vô á, cái đầu tiên phải cho mình uống ăn ngon ngủ được, vô là phải ăn ngon ngủ được để cho có sức khỏe, là bên thuốc bắc đó các anh chị. Bạn này nói là nếu mà mình đừng có lạm dụng, đừng có uống nhiều. Và khi mà uống nhiều á, thì nếu mà uống hoài mình lạm dụng á, thì nó sẽ giữ nước. Và trong những cái thành phần giữ nước đó thì nó sẽ làm cho mình có phù đề các chị. Nó làm cho mình nó gây ra nhiều triệu chứng về những cái bệnh mà tim mạch rồi đó. Khi mà mình học thì mình mới nghe, mình mới sợ. Và nói đến đây các chị, đó là thuốc bắc. Thuốc bắc á, thì gì? Mình chưa biết nguồn gốc nha chị, không có nói xấu người ta nha. Thuốc bắc cũng tốt các chị, thuốc thật thì cũng tốt lắm chứ phải xấu. Nhưng mà bạn này nói là bạn chính bản thân là bạn đi học trong ngành nghề, nhưng bạn không phân biệt được cái nào là thật, thuốc thật và cái nào là thuốc giả. Chỉ có thầy mới phân biệt được thôi. Và thuốc giả thì rất là nhiều. Và bạn nói là như là chính bản thân bạn á, thì cũng là rất là không an tâm bởi vì mẹ mình bệnh cho nên không có cho uống. Thì lúc đó mình vô mình giúp cho mẹ bạn này các anh chị. Và bây giờ mẹ bạn á, thì ít bây giờ hai mẹ con bây giờ khỏe rồi. Tại vì do nó thiếu dinh dưỡng á các anh chị, mà mình không biết, mình cứ nghĩ là mình bệnh nhiều cơ mà. Cho nên là các anh chị ơi, thuốc bắc á, thì ở bên kia chiếc xuất qua chưa thì mình cũng không có biết nha các anh chị ha. Nhưng mà chắc chắn một điều là có gì các anh chị, có thuốc bảo quản đúng không? Không có gì vô hết trơn á, nhưng mà không có gì dám lại hết trơn á, để hoài cũng không hư nữa. Nhưng mà có con dám lại thôi ha các anh chị ha. Con gì các anh chị? Nói đó các anh chị. Cho nên bây giờ qua cái quá trình mà mình bị rất là nhiều như vậy, da mặt đám, bụng bự đồ, là do nơi cái cơ chế cơ thể của mình mà mình không có hiểu các anh chị. Lúc đó thì mình bị cái bụng mình rất là bự luôn. Mình không có hiểu. Nhưng cái bây giờ mình hiểu các anh chị, là do nơi mình thói quen sinh hoạt của mình sai á. Sáng thì mình không ăn, sáng các chị, thì cái đó là hại cái gì các chị? Không ăn sáng là ăn sang đúng không? Cho chặt hết tay để mình nhớ sáng ăn sáng các chị ơi. Không ăn sáng là ăn sang,
là ăn lá gan của mình, bởi vì cơ thể mình vẫn hoạt động và gan là cái nơi mà dự trữ vitamin và khoáng chất cho mình, cho nên khi mình không ăn thì cơ thể mình vẫn hoạt động và gan bắt đầu sẽ làm việc. Khi mình hiểu như vậy các chị thì do nơi cái thói quen sinh hoạt, mà cái lá gan là tổng quản, là có thể là gì lọc những cái chất độc tố ra ngoài và làm cho máu mình sạch để nuôi toàn bộ cơ thể của mình. Như vậy lá gan quan trọng hơn không các chị? Không, bây giờ thì nói hết cho nghe nè. Bây giờ là do nên mình biết là mình làm sai, mình hại lá gan của mình rất là nhiều. Vậy thì lá gan mình mà đủ 500 chức năng á, thì nó làm cho mình lọc máu được sạch các chị, thì có phải là đưa dinh dưỡng cho nuôi toàn bộ cơ thể mình từ trên xuống dưới không? Phải không các chị? Vậy thì bây giờ mình coi cơ thể mình là cái gì nó có liên quan tới gan. Mình phát hiện ra rồi đó là mình bị cái đó các chị, cái gì mình làm sai á. Bây giờ nè, cái gì hại cho gan các chị? Bây giờ quá chất độc hại có hại gan không? Nóng giận có hại gan không? Rồi á là không ăn sáng có hại gan không? Rượu chè thuốc lá hại gan không? Rồi ăn khuya hại gan không? Ăn trễ hại gan không? Đó là cái lý do mà mình thói quen sinh hoạt của mình sai các anh chị. Vậy thì gan là mất, nó chỉ cần 500 chức năng, nhưng mà chỉ cần là mất một chức năng các anh chị, chuyển hóa thôi, rối loạn chuyển hóa thôi. Nếu mà rối loạn chuyển hóa đường mà nó không ổn cho chị thì bị bệnh gì các chị? Không phải, rối loạn chuyển hóa ổn thì nó ảnh hưởng tới cái gì các chị? Rối loạn chuyển hóa đường chứ rối loạn chuyển hóa đường thì nó ảnh hưởng tới cái gì? Phải gây ra lâu ngày thì nó làm cho mình bị tiểu đường không? Rồi nếu mà rối loạn chuyển hóa mỡ thì sao, cái dầu mỡ các chị thì bị gì? Nên nếu mà mình để rối loạn chuyển hóa mỡ, mình vô mình ăn uống dầu mỡ nhiều mà gan mình nó không sạch, nó không lọc sạch ra, thì bắt đầu quay qua gì, mình bị tim mạch đúng không? Tim mạch thì nó gây ra gì? Là mình bị đó các chị, lúc đó ảnh hưởng lên cái mắt, hai mắt nó vàng luôn, rồi đó là bị ngứa hoài luôn. Sau này mình học mình biết là do nên mình làm thiếu, mình làm nó là sống sai, cái thói quen sinh hoạt mình sai, mình thiếu những cái dưỡng chất các anh chị. Rồi gì nữa các chị? Rối loạn chuyển hóa đạm thì bị, thì sao các chị? Rút. Bây giờ ai cũng biết chưa nha, rồi cho các chị mình chàng có tay đi. Bây giờ ai cũng biết hết trơn nè, cho nên á những cái mà kiến thức sức khỏe này mình cần không các chị? Mình cần, mình là bác sĩ của chính mình không? Cần, tại vì thật sự ra nếu mình chỉ cần các chị chuyên viên dinh dưỡng nói là chỉ cần mình có hai thứ thôi thì cuộc đời của mình sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cái thứ nhất đó là mình có kiến thức, cái thứ hai là mình có cái nguồn nguyên liệu sạch để mà đưa vô để mà xây dựng lại những tế bào đã tổn thương thôi các chị. Vì vậy cho nên cách đây mấy năm 2018, nhưng mà sao nhìn cái hình mình với bây giờ khác nhau là các chị biết là tại sao không? Mà là lúc đó là thói quen sinh hoạt của mình sai, mình ăn uống không đầy đủ chất và mình đưa nhiều độc tố vô, phải không các chị? Cho nên á bắt đầu là mình thì mình suy kiệt toàn bộ cơ thể, là do mình thiếu dưỡng chất các anh chị và sinh hoạt sai. Thì sau khi mình học có thói quen sinh hoạt đúng thì sáng là mình biết là sáng mình ăn sáng đúng không các chị? Sáng mình ăn sáng mình giữ gìn sức khỏe, sáng là 7 điểm đúng không? Sáng mình ăn sáng đúng giờ, trưa mình ăn được 2 điểm, chiều mình ăn, tối mình ăn ít thôi, thì mình là tránh được nhiều cái là bệnh tật đúng không các anh chị? Đó là cái thói quen sinh hoạt. Rồi bây giờ nè, chỉ cần các chị nhớ là vậy thôi. Bây giờ các chị chỉ nhớ là sao? Một hồi đó bây giờ mình học xong cái mình nhớ lại các anh chị. Khi mà các chuyên viên dinh dưỡng nói là các anh chị chỉ cần có 3 cái thông thôi. Bây giờ 3 cái thông này các anh chị làm đúng tư hoàn toàn các anh chị sẽ có sức khỏe tốt. Cái thông thứ nhất là thông về tư duy, thông về suy nghĩ, nghĩa là mình học để cho mình có kiến thức, mình biết cách bảo vệ sức khỏe của mình các anh chị, đúng không các chị? Rồi thông thứ hai là gì? Thông đường ruột đúng không các chị? Mình thông đường ruột tại vì mình ăn uống là mấy chục năm rồi, nhưng mà mình có khi nào mình gội rửa cái đường ruột mình không? Vậy mình muốn thông đường ruột mình cần gì các anh chị? Chất xơ đúng không? Canxi, nước. Chỉ cần mình hiểu được cái phân sáu sao thôi các anh chị, làm đúng thì đường ruột mình sạch. Bây giờ cái phân sáu sao là cái gì các chị? Thứ nhất là gì? Hình dáng, đúng rồi, cho chồng có tay đi các chị. Hình dáng giống cái gì? Chứ chuối. Chứ gì các chị? Chứ già. Bây giờ các chị để ý đi, mình là bác sĩ của chính mình. Cái thứ hai là gì các chị? Cái màu. Màu gì các chị? Màu gì đẹp?
màu vàng mà nó hơi nâu nâu giống cái màu mật, đúng không chị? Tại vì tiết mình ăn vô thức ăn á, rồi á là tại sao ra cái màu vàng mật, cái màu vàng mà giống như là màu dương cải vậy đó các chị, là cái màu mật của mình đó. Khi mà tiết ra đầy đủ mật thì tất nhiên lá gan mình tốt, tiết ra đầy đủ mật thì là cái mình đi cầu ra thì nó có cái màu ha. Sau thứ hai là cái màu vàng ha chị ha, màu dương cải ha các chị ha. Và cái sau thứ ba là cái gì không, cái sau thứ ba là cái mùi chờ neo, đúng không? Có không các chị? Không có mùi nhé, không có mùi là cái thứ ba. Cái thứ tư là gì? Cái mình đi vô, có mình đi vô cầu á sao nhanh chậm, đúng không? Cái người mà cầm ngồi trong cái cầu á thì có cái câu chuyện đó, cái gì có nghe không? Chờ kể nghe ha. Hai cái cầu lá hồi xưa đó, một người ngồi bên cầm cái tờ báo đọc hoài không có ra, thì có một người đi sau vừa vô cái làm cái gỗ kẹp chạy ra, thì cái ông ghế bên á, ông ngồi cầm tờ báo, ông nói: anh ơi, tôi ngưỡng mộ anh quá. Cái ông hỏi: ngưỡng mộ gì? Nãy giờ tôi ngồi chừng nửa tiếng rồi đó mà tôi còn ngồi hoài, còn anh mới vô cái anh ra liền à. Ghê, ông kia nói sao? Trời ơi, ngưỡng mộ gì anh ơi, dính quần đầy quần trên à. Vậy thì các chị nhanh hay chậm tốt? Nhanh hay chậm tốt? Vừa thôi đấy các chị nha, vừa vô giải quyết ra xong đi ra thoải mái là cái thứ mấy này? Thứ tư đúng không? Rồi cái thứ năm là gì? Ở ngoài mình cuộc trong cuộc sống mình thường nói là gì, ba chìm bảy nổi tám cái linh đinh, đúng không? Cuộc đời ba chìm bảy nổi tám cái linh đinh, nhưng mà ở đây thì cái sau thứ năm là cái gì các chị? Ba nổi bảy chìm thì nó tốt hơn các anh chị ha. Là cơ thể mình đó là khi mình đi ra thì đấy, nếu như mình đã giờ mà đúng cái năm sau, còn cái sau thứ sáu nữa các anh chị. Cái sau thứ sáu các anh chị thích không? Thích. Sao các chị, là sao vậy? Sạch, không sạch, không cần chùi luôn, có không các anh chị? Đổ tấm nước, đổ tấm giấy ha. Đó, khi mà mình hiểu được á, mình tự mình làm bác sĩ của chính mình. Sáng mình là từ 5 tới 7 giờ thôi. Rồi nói đến đây là cái phần là đó là đồng buộc đó, thì mình nói về phân xá sao. Ta chỉ kể là ta chỉ, bữa ngày ta chỉ kể những cái mà tại sao tôi có thể có sức khỏe vậy cho các anh chị biết thôi. Tại vì khi mà tôi học á, thì lúc đó tôi mất ngủ 5 năm. Thì lúc đó tôi thấy là tiếng từ 11 giờ tới 1 giờ mà tôi không có ngủ thì lúc đó tôi bị gan. Lá gan nó có vấn đề. Có không các chị? Rồi từ 1 giờ tới 3 giờ nếu mà mình ngủ không được, mình thức hoài thì cái gì có vấn đề các anh chị? Gan tiết ra những enzyme để tạo mật. Mà lúc đó mình không ngủ được thì cái mật mình có vấn đề. Mà mình giờ đó mình không ngủ thức ăn, mình ăn thức ăn thì nó sẽ khó tiêu cái thanh béo đó các anh chị. Rồi từ 3 tới 5 giờ nếu mình ngủ không được thì bị gì các anh chị? Lúc đó mình thức dậy là mình thải độc. Đó. Nếu mình ho mình thải là tất nhiên là đang thở, cái phổi mình đang thải độc thôi các anh chị ha. Rồi từ 5 tới 7 giờ là giờ gì các anh chị? Giờ đại tràng làm việc. Cho các anh chị chàng có tay đi các anh chị biết hết trơn nè. Chỉ cần biết mấy cái này thôi mình tự bảo vệ sức khỏe của mình các anh chị. Và cái từ 7 giờ, từ 5 tới 7 giờ là mình phải bỏ gas ra nha các anh chị. Nếu như mà chất độc đó mà mình không bỏ ra, có khi mình tới chiều mới đi, rồi có khi là gì 2-3 ngày mới đi các anh chị. Và hôm qua thì mình nghe có người tới một tuần mới đi các anh chị. Đó là nguyên nhân gây ra ung thư đó các anh chị, rất là nguy hiểm. Và đây là cái giờ sinh học các anh chị. Đó, chỉ cần lúc trước khi mà tôi, đây là những cái kiến thức bình thường mà học từ chuyên viên dinh dưỡng các chị chỉ cần nhìn vô đây, các chị làm đúng đi. Từ 7 tới 9 giờ nhất định là mình phải ăn sáng để bảo vệ cái sức khỏe, cái lá gan của mình, cũng như mình có thể là có cái năng lượng để làm việc các cái việc. 11 giờ rưỡi, hết giờ. Rồi. Bây giờ thì cũng hết giờ. Đó là cái một là đến đây các chị, mình chỉ cần mình học, mình tập trung cho mình hiểu thôi. Và bây giờ là không phải mình nên mình, các chị mình giúp được rất là nhiều người có sức khỏe rồi. Nhưng mà giờ muốn chia sẻ các chị một người giống như mình luôn các chị. Xin các chị cho một tràng pháo tay để mời chị Giòn lên các chị. Đây là một cái người cũng thiếu, một phụ nữ thiếu kiến thức như mình các chị, và gây ra rất là nhiều các chuyện phiền phức hàng ngày trong cuộc sống. Và
người phụ nữ thì cái sắc đẹp là quan trọng đúng không anh chị? À đây các chị thấy người phụ nữ này không? Đây ngày đây người thật chị thật các chị, em có thể cho biết rằng trước đây em như thế nào mà ngày cơ thể em như thế nào cái gì, có những cái gì mà nó không có được khỏe mà ngày nay thì như thế nào thì em nói cho con mình biết. Dạ con cảm ơn cô. Dạ trước kia là con kinh doanh bên khách sạn, bên nhà nghỉ là 12 năm. Rồi qua những cái trường hợp mà kinh doanh thức đêm, ban đêm là thức sáng đêm ban ngày, rồi sức khỏe không mấy bất ổn. Thì nó qua bị tuyến giáp, còn cắt tuyến giáp về uống thuốc từ bác sĩ cho. Thì bắt đầu da mặt con nó sẽ bị quỷ. Nhưng con nó đi trị bệnh nhiều lần rồi, nhưng mà bác sĩ nói là bị gì uống cái đó thì nó sẽ bị quỷ da. Nhưng may mà nhờ cháu chồng trưởng với lãnh đạo Vinh Quang, lãnh đạo Thảo Phương và các bạn đã hỗ trợ bên dinh dưỡng và dinh dưỡng luôn chi lai, còn uống cải thiện được da con là sau 3 tháng. Vậy là thương em các chị, chỉ có một chút thiếu kiến thức thôi, mình thiếu mình ăn uống không đủ chất thôi, nhưng mà mình để cho cái mặt mình á đen nám đỏ hết trơn vậy đó. Rồi bây giờ mình biết được là giờ các chị người thật về thật các chị được không các chị, cho chào có tay các chị ơi. Rồi em mời bà em về.